chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Lâu lắm rồi thì mình không có một video mở hộp nó cả. Và hiện tại đây thì mình đang có bao mạch chủ cao cấp nhất đến từ Asus với tên gọi là Z690 RG Maximus Extreme. Như các bạn đã biết thì Z690 chính là dòng chipset để hỗ trợ cho CPU thế hệ 12 của Intel. Và ngay trên vỏ hộp thì các bạn cũng có thể thấy được luôn một số thông tin như là sẽ hỗ trợ Win 11, Wi-Fi 6E. Tên chipset là Z690, CPU thế hệ thứ 12, Intel Optane và chúng ta sẽ có là socket LGA1700, RAM DDR5, PCIe 5.0 và cuối cùng là Aura Sync. Ở đây thì mở hộp ra, chúng ta sẽ nói qua một chút về phụ kiện. Không thể thiếu chắc chắn là sách hướng dẫn sử dụng rồi này. Các cọng dây kết nối thì Asus sẽ có tặng thêm những phụ kiện thú vị khác như là một ổ SSD mở rộng qua khe DIMM 2, một tua vít limited có logo của LG, một USB LG, một jack âm thanh chuyển đổi từ C to 3.5 và một hub chuyển đổi LED RGB. Và nhân vật chính của chúng ta sẽ là mẫu main Z690 RG Maximus Extreme cực kỳ nặng và đầm tay. Toàn bộ phần ốp trên mẫu main này thì đều được làm bằng kim loại, vừa tăng tính cao cấp vừa tản nhiệt tốt cho các linh kiện. Hệ thống cung cấp điện ở đây thì sẽ cho CPU bao gồm là hai cổng cấp nguồn 8 pin và hệ thống phase điện cực kỳ dày đặc bố trí theo hình chữ U và được nối với nhau bằng một ống đồng. Lý do cho cách bố trí này thì đó là vừa cung cấp nguồn điện dồi dào để ép xung và tương thích với các hệ thống bộ bản của hãng. Vì các hệ thống tản all-in-one do Asus cung cấp đều được thiết kế tỏa nhiệt ra xung quanh, thế nên là việc hệ thống điện được thiết kế theo chữ U cũng là để tận dụng tối đa thiết kế đó. Chưa kể tới là độ dày của những miếng heat sink này là cực kỳ lớn để có thể đảm bảo hệ thống luôn ở trong mức nhiệt độ ổn định. Ở giữa thì sẽ là socket 1700 cực kỳ lớn, gần như là các hệ thống tản nhiệt cũ muốn dùng lại thì đều cần phải mua thêm gông mới có thể dùng được. Bên phải thì sẽ có là 4 khe RAM DDR5 và ngoài cùng thì sẽ là khe DIMM 2. Phần LED RGB thì sẽ được bố trí ở khu vực tấm tre IO trên các khe SSD và ở trên chipset. Phần tre IO này thì cũng được bọc kim loại luôn. Giống như việc bất cứ thành phần nào tỏa nhiệt là Asus cũng sẽ ốp tản nhiệt vào đó, không quan trọng là tỏa ra ít hay là nhiều nhiệt. Phần khe SSD trên cùng thì được design để hỗ trợ cho PCIe 5.0 và có cục heat sink to chưa từng thấy. Mình cũng không rõ tại sao họ làm tản SSD to tới như vậy. Và ngoài ra thì sẽ có thêm hai khe SSD M2 ở dưới nữa. Tổng cộng là chúng ta sẽ có 3 khe SSD ở trên main. Và khi tháo miếng ốp che hai khe SSD ở bên dưới ra thì các bạn cũng có thể thấy được là Asus cũng che rất là kín những phần linh kiện cũng như là miếng tản cho chipset cực kỳ ấn tượng. Các khe PCIe thì đều được bọc thép gia cường để chống đỡ những mẫu cạc to và nặng. Hệ thống âm thanh như là Supreme FX của Asus xưa nay cũng rất là ấn tượng. Mẫu main này thì cũng sẽ hỗ trợ cho những bạn nào thích sự trần trụi với nút start ở ngoài cùng và không thể thiếu được đó chính là đèn báo lỗi giúp các bạn xử lý được thiết bị mỗi khi bị lỗi. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có cổng kết nối 7 cổng USB Type-A, 3 cổng USB Type-C, trong đó sẽ có 2 cổng Thunderbolt 4, 1 cổng HDMI, 2 cổng mạng LAN chuyển game, 5 cổng audio được mạ vàng và không thể không kể tới chính là Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.0. Thì đây sẽ là một video mở hộp cũng như là nhận xét nhanh, còn phiên bản chính thức cũng như là các thông tin khác thì An Phát sẽ cập nhật đến các bạn trong một video khác nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.